thứ hai tuần 25 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Luca đoạn 8 từ câu 16 đến câu 18. Chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe, vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Suy niệm. Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta ý thức trách nhiệm đối với lời của Ngài. Giống như ngọn đèn đã được thắp lên thì phải tỏa sáng. Người Kitô hữu đã được lãnh nhận lời cứu độ thì cũng có trách nhiệm làm cho lời Chúa được tiếp tục loan báo, và nhờ đó cuộc sống của chính ta sẽ được phong phú lên. Ngược lại, nếu thiếu trách nhiệm với lời Chúa, những gì ta đang có và tưởng chừng như không bao giờ mất rồi sẽ bị lấy đi. Mỗi khi suy niệm lời Chúa, ta đặt ra một điều quyết tâm cụ thể để thực hành điều Chúa dạy. Bàn thờ dâng lễ là giường bệnh. Cha Marcos Musio, người Brazil, bị tai nạn rất nặng vào năm 2017, và cho đến nay Ngài vẫn không thể rời giường bệnh. Nhưng cha luôn giữ tinh thần lạc quan và đức tin sâu sắc của mình. Ngài vẫn ngày ngày dâng lễ bàn thờ là giường bệnh, dâng lên Chúa những tâm tình, niềm hy vọng và sự kiên cường trước bệnh tật. Cha Marco Musio có lòng yêu mến Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận. Ta thấy trong phòng của Ngài có chân dung Đức Hồng Y đáng kính Francisco Nguyễn Văn Thuận. Xin Chúa ngang qua lời chuyển cầu của Đức Hồng Y đáng kính, chuyển cầu cho cha mau bình phục. Lạy Chúa, xin cho con dám thẳng thắn trả lời câu hỏi Chúa đặt ra cho con hôm nay. Trách nhiệm loan báo tin mừng, nếu không phải là của con thì là của ai? Nếu không phải lúc này thì là lúc nào?